Xin kính chào bà con quay lại với thế giới vật tư nông nghiệp TG bà con. Thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với bà con mình cái clip về cái thuốc nào để kích cái mắt cua như đánh thức cái mầm ngủ sầu riêng. Thì clip trước thì chúng ta đã chia sẻ về cái việc tạo mầm, thì sau khi chúng ta tự tạo mầm hai cử, cử một, cử hai, và trong quá trình tạo mầm khoảng chừng 20 ngày thì bắt đầu là trong cây chúng ta đã hình thành được cái mầm hoa hả bà con. Tuy nhiên thì nó đâu đó nó cũng một vài phần trăm nó lú lú ra và nó chưa có sáng bà con. Thì chúng ta sẽ dùng cái thuốc gì để kích cho cây sầu riêng nó sẽ ra hoa. Thì đây mình sẽ chia sẻ cho bà con mình cái bộ thuốc mà kích sầu riêng. Thì tuy nhiên thì chúng ta kích khoảng một hai cử bà con, tùy theo cái điều kiện thời tiết nắng nhiều hay là có mưa hay không thì chúng ta sẽ kích. Thì cái bộ kích đầu tiên là sau khi chúng ta cử tạo mầm lần thứ một, lần thứ hai, thì sau khi tạo mầm lần thứ hai khoảng 10 ngày thì chúng ta tiến hành kích mắt cua. Thì cái bộ kích mắt cua bà con bao gồm tại cửa hàng bao gồm là cái 1kg 7549, 1kg 7549 trị giá 100.000, 1 chai kích phát hoa 60.000 và 1 chai Nemet giá 75.000 bà con. Nemet thì cửa hàng đang bán giá 75.000 của công ty Thông Thành Phát. Thì với cái bộ này chúng ta sử dụng cho 200 lít nước. Thì chúng ta phun sau khi chúng ta là coi như cái cử này chúng ta phun cử kích đầu tiên mà con. Cử kích đầu tiên thì sau khi chúng ta đã tạo mầm lần thứ nhất và thứ hai thì chúng ta tiến hành kích như thế này để đánh thức được cái mầm ngủ của sầu riêng. Này giúp cho cái mắt cua nó sáng lên. Và những cái mắt cua nằm ở trong thì nó sẽ có điều kiện để nó chui ra ngoài ha con. Thì với cái bộ này thì cái giá nguyên bộ thì nó tầm 255.000. Sử dụng cho 200 lít nước thôi con. Bao gồm một chai kích phát qua 60.000, 1 kg 544 100.000 và một chai Nemet giá 75.000. Tổng bộ này là 255.000. Thì chúng ta sẽ kích cho 200 lít nước cho cử kích đầu tiên. Thì nếu mà chúng ta tạo mầm tốt gặp điều kiện thuận lợi con thì kích cử này nó sẽ ra đến 30-40% rồi. Thì tùy theo cái điều kiện mưa gió nhiều ít thôi con. Nếu mà gặp thời tiết có tiết bông mà nắng tốt thì nó sẽ ra 30-40% sau khi nó kích này. Chúng ta tiến hành kích cái tầm lần thứ nhất. Thì cái kích này bà con thì chúng ta vừa phun vào nhánh và phun vào mặt trong lá ha bà con. Thì mục đích chúng ta phun vào nhánh nhưng mà chúng ta phải bổ sung thêm cái mặt trong lá thì nó hấp thu được tốt hơn để vận chuyển nó xuống những cái nhánh làm cho cái mắt cua chúng ta ra đều hơn. Bà con mình nhớ ha, cử kích lần thứ nhất là phun vào nhánh và mặt trong lá. Gài nhánh nhiều chút xíu và mặt trong lá không, không cần phải phun mặt trên. Tại vì cái sầu riêng của chúng ta là nó hấp thu cái dinh dưỡng nó từ mặt trong lá bà con. Cái cử kích này, cái cử tạo mầm lần thứ nhất và cử mầm lần thứ hai thì chúng ta phun mặt trong mặt ngoài lá ha. Còn cái cử kích lần thứ nhất thì bà con nên nhớ ha, với cái bộ này chúng ta phun vào mặt trong lá và một thằng nhánh ha. Bà con mình nhớ kỹ cái lần kích này lần thứ nhất. Và sau khi chúng ta kích lần thứ nhất 7 ngày thì nếu mà cây chúng ta chưa ra đều thì cho bà con mình tiến hành kích lần thứ hai để đánh thức cái mầm ngủ mà con. Thì chúng ta sẽ tiến sau khi cử kích lần thứ nhất 7 ngày thì chúng ta tiến kích lần thứ hai để đánh thức những cái mầm ngủ còn trong bên trong cái thân sầu riêng mà con. Thì cái lần thứ hai thì chúng ta kích bằng gì bà con? Thì cái cử kích lần thứ hai chia sẻ với bà con mình là cái bộ siêu kích bông. Siêu kích bông một nửa ký một bịch sau siêu kích bông này chúng ta sẽ phun cho 200 lít nước con, một hũ MX bo là ép bo ha con, và một chai ga ba sữa thì chúng ta sẽ cho vào 200 lít nước. Với cái bộ này cho vào 200 lít nước và chúng ta phun, đặc biệt là cái bộ cái cử kích bông lần thứ hai này con, bà con mình không phun vào lá con mình chỉ phun vào những cái nhánh nào chúng ta cầm ăn trái cái phun vào thì sẽ đánh thức được cái mầm ngủ sáng hơn. Và cái kéo được cái bông cũng ra, cái sầu riêng sẽ ra không con. Thì với cái chi phí của cái bộ này bao gồm cái gói siêu kích bông 80.000 xài cho 200 lít nước ha, cái hũ MX bo 54.000 xài cho 200 lít nước và chai ga ba sữa 90.000 chúng ta xài 200 lít nước. Thì với cái bộ này thì sẽ giúp cho cái mắt cua nó ra nhanh hơn, đều hơn, rộ hơn. Với hai cử mà tạo mầm và hai cử kích mắt cua như thế này thì chúng ta sẽ có được cái bộ sầu riêng hoàn chỉnh cho khu vực miền Đông và Tây Nguyên chúng ta ha, đặc biệt là cánh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk và cánh Lâm Đồng thì chúng ta đang vô mùa gộ. Thì với cái bộ này chúng ta không cần phải lên bắt lo hả bà con, thì cái cây sầu riêng chúng ta
rẫn được ra được tốt hơn. Và chúc cho bà con mình có một cái vụ mùa thật sự là thắng lợi. Năm nay là sầu riêng có giá bà con. Hy vọng là thời tiết nó tốt nữa, thuận lợi thì bà con mình đỡ tốn tiền hơn và chúng ta sẽ có được cái vụ mùa bội thu. Xin kính chào tất cả bà con và hẹn gặp lại bà con mình những video sau.